đàn piano cao cấp tự động chơi có giá 5 tỷ thì sẽ như thế nào? Steinway & Son đã cho ra mắt siêu phẩm Steinway Model B211, tích hợp công nghệ tự động chơi số 1 thế giới hiện nay, gọi tên là Spirio. Mình là Nguyễn Hoàng, đến từ Việt Thương Music. Các bạn hãy cùng khám phá siêu đàn này với mình nhé! Steinway & Son Spirio là tên gọi của dòng sản phẩm mới nhất của Steinway. Lần đầu tiên, tay nghề thủ công của Steinway kết hợp với ngành công nghệ cao để chế tạo ra Steinway Spirio. Đây được xem như dòng sản phẩm cách mạng của hãng về kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhất của Steinway, thương hiệu đàn piano số 1 thế giới. Steinway & Son Spirio là chiếc đàn piano tự động chơi có độ phân giải cao nhất thế giới hiện nay. Spirio cho phép bạn thưởng thức các màn trình diễn của các nghệ sĩ piano vĩ đại và được chơi với những sắc thái, sức mạnh và niềm đam mê mà hoàn toàn không thể phân biệt được với một màn biểu diễn trực tiếp. Steinway & Son Spirio không phải là một phụ kiện đính kèm cho chiếc đàn Steinway & Son. Đây là một dòng sản phẩm mới được lắp ráp chính thức tại nhà máy của Steinway, một phiên bản hoàn toàn mới. Steinway & Son Spirio cũng như một chiếc đàn Steinway & Son thông thường, nhưng là cây đàn piano tự động chơi với độ phân giải cao và chân thực nhất trên thế giới hiện nay, được trình diễn bởi các nghệ sĩ piano vĩ đại với sắc thái âm nhạc, độ mạnh nhẹ và tinh thần của nghệ sĩ mà người nghe hoàn toàn không thể phân biệt được với một màn biểu diễn trực tiếp. Nếu Steinway & Son là cây đàn cao cấp được nhiều nghệ sĩ, giáo viên, sinh viên hay những người chơi nhạc muốn được sở hữu và biểu diễn trên nó, thì Steinway & Son Spirio lại là chiếc đàn được mọi đối tượng mong muốn. Steinway & Son Spirio sở hữu một hệ thống dữ liệu dồi dào và phong phú với hơn 3.000 tác phẩm được thu bởi những nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới. Đó là những Steinway artist, trong đó có các nghệ sĩ bậc thầy như Lang Lang, Đặng Thái Sơn, Du Gia Wang. Chủ sở hữu một chiếc Steinway & Son Spirio sẽ có một tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng với dữ liệu được cập nhật trọn đời mà không phải trả thêm chi phí nào. Nói cách khác, Steinway & Son Spirio thực sự mang cả thế giới âm nhạc đẳng cấp vào trong ngôi nhà của bạn. Steinway & Son Spirio là hệ thống tự động chơi nhạc với độ phân giải cao nhất, nắm bắt hơn 7.000 chi tiết chuyển động của bộ máy trên một giây, bao gồm sự chuyển động của phím và các pedal. Các bản thu của Steinway Spirio sẽ được các nghệ sĩ Steinway artist thu tại phòng thu độc quyền của Steinway tại New York hoặc Hamburg trên Steinway & Son Spirio. Sau đó, Steinway & Son Spirio Studio sẽ tái tạo lại bản nhạc của nghệ sĩ đã thu và đưa lên hệ thống dữ liệu của người dùng. Công nghệ của Steinway & Son Spirio còn có thể tái tạo được những bản nhạc của những nghệ sĩ đã mất, tiêu biểu là những buổi trình diễn của bậc thầy Horowitz, Van Cleburne, và tái tạo lại sắc thái một cách hoàn hảo. Steinway & Son Spirio App có giao diện người dùng dễ sử dụng nhất, được điều khiển bằng iPad. Khách hàng chỉ cần kết nối Wi-Fi Internet và đăng nhập ID của mình vào ứng dụng Steinway Spirio trên iPad. ID sẽ được cấp cho mỗi khách hàng riêng biệt. Người dùng sau khi đăng nhập có thể chọn những bài nhạc mình muốn Steinway Spirio tự động chơi và tạo ra một playlist những bản nhạc yêu thích. Người dùng cũng có thể kết nối màn hình iPad sang màn hình lớn để trải nghiệm những bản nhạc video chân thực nhất. Hiện nay, Việt Thư Music là nhà phân phối chính thức và độc quyền thương hiệu piano Steinway Boston XX tại Việt Nam. Quý khách hàng có thể mua đàn Steinway tại các showroom của Việt Thương, Hồ Chí Minh, tầng 6, 101 Tôn Nhật Tiên, Trung tâm Thương mại Crescent Mall, phường Tân Phú, quận 7, hoặc 369 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, tại Hà Nội, Trung tâm Thương mại Vincom, 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa. Hoặc quý khách hàng có thể gọi vào số hotline 0909 653 669 hoặc truy cập vào website steinway.vn hoặc vietthuong.vn để được liên hệ tư vấn piano phù hợp với nhu cầu của mình. Xin cảm ơn.